Em xin chào tất cả các bác đến với clip tiếp theo của em. Hôm nay chị em tiếp tục phát hiện có một tổ chuột. Tổ gì nó làm? Tổ chuột nó làm ở trên hàng rừng, hàng rào. Các bác em đây các bác. Tiến vào chỗ bác xem. Đây nó làm. Làm nhất chị. Lạ luôn, to luôn. Các bác. Các bác làm cho bác xem. Cực kỳ to luôn. Con chuột đi ra kìa, cực kỳ to luôn kìa, đã chưa? Em sẽ đây luôn, to chưa? Để em dựa vị trí xem. Cái chồng đang ra. Làm nhận kiến luôn. Nhận kiến làm ra. Đây là tàn kiến này. Đây là tàn kiến. Nhận kiến. Nhận kiến này. Thành kiến không ạ? Thành kiến không ạ?